Baby thấy chưa? Chân đi tôi. Mẹ Dung nè. À Baby cũng muốn hả? Baby muốn hả? Ok. Wow, hay chưa? Joo.
Ngon quá. Mà sợ em làm đầy đồ lắm. Cảm ơn, xin chào ông bà cô chú đi. À, hôm nay hai đứa được đi bơi đúng không? Dạ. Thích không Bon? Thích nhiều không? Em Bon ghiền đi bơi lắm. Và đây là lần đầu tiên hai em Bon Moon được đi bơi ông bà cô chú ạ. Tại vì hôm nay Yuri về rồi mới dám đi cùng. Tại một mình thì không dám đi. Nếu Yuri đi thì mỗi đứa sẽ coi một đứa con sẽ an toàn hơn. Chào. À, muốn chào, ok. Muốn xin chào, mày thấy rồi. Ông bà cô chú thấy muốn chào rồi. À, mình đi đâu đây á? À, mình đi hồ bơi con à. Mình đi nước bơi à. Ừ. Em Bon thích không? Yes. Ừ. Em Bon mỗi lần mà thấy Thúy á, mặc đồ hay là kiểu buồn buồn là chạy qua hỏi mẹ ơi mình đi đâu đây. Kiểu tưởng muốn đi chơi á. Hôm nay được đi chơi thật. Ừ. Baby không làm vậy. Vivi buồn cười cứ thấy camera là chào. Chào. Vui bà la bà la bà la. Kì vậy, Bon hát bài gì đó Bon? Ui bà la bà la. Hai anh em này, hai anh em. Tức cách xin ngô mặt bài. Vivi. Tức cách xin xúc yêu mặt bài. Đi lên. Đó, bơi này, đi bơi này. Dạ. Bơi này. Bây giờ cho nó bơi đây à. Mỗi người sẽ tương ứng với mỗi vé và sẽ có một cái vòng cổ tay như thế này để mở khóa, để đi vào cũng như là mở đóng khóa tủ cá nhân ở trong cái khu spa này luôn đó cả nhà. Và đây là Thúy sẽ qua phòng phụ nữ. Hey hey. Bây giờ là Thúy đang ở bên trong rồi. À, bây giờ hai mẹ con đã đi vào thay đồ rồi. Yuri và em Bon thì thay đồ bên kia, bên dành cho nam, còn hai mẹ con thì thay đồ bên nữ. Em muốn đi chơi lắm rồi. Ở trong này thì có rất là nhiều tủ đồ và gian để đồ khác nhau, rất là rộng. Cái này chỉ là 1/4 của nó thôi cả nhà. Bên kia sẽ là bơi, còn bên này thì bên kia là spa, còn bên này bơi. Vivi qua đây, tút tút tút. Vivi. Vivi. Qua đây con, đi bơi nè, đi bơi. Đúng rồi, đi nhanh 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 nhanh. Kìa, có hồ bơi bên kia. Đi với bố, với con. Đi qua bố này, đi qua bố này. Đi qua bố. Một, hai, ba, dê này, bon, một, hai, ba, dê. Một, hai, ba. Ném mẹ nè. Ok. À, đưa cho mẹ hả? Đứng lên. Bây giờ nhà thì nãy giờ bơi rồi á, bây giờ đang đứng lên để lấy burger, đang bung lên để mua burger. Ở trong này có khu vui chơi trượt nước giống cửa Việt Nam, rồi hồ massage, rồi mấy cái khu dành cho trẻ em đằng kia. Bố phải quấn sợ Bon lạnh nha, nước dưới kia ấm lắm, nước ấm á. Mấy chú buồn ngủ chưa? Mấy chú có con bơi đẹp đâu nè. Trong bảo con chú còn bơi đẹp. Có con gì á? Con cá, đúng rồi. Mỗi người sẽ có một cái chìa khóa, nên là cái chìa khóa để mở tủ cũng như là để ra vào. Giống đồng hồ hả? Baby ngủ vào xí xí. Ăn ngon nhá. Nhá. Cố
đi lấy. Quá. À, bộ đi lấy đó. Bộ lấy burger cho Bon nha, Bon phải ăn ngon nha. 5 Ủa, xấu quá. Ủa. Ăn nhiều nha, ăn nhiều xong rồi xuống bơi chắc nhau có sức bơi nha. Bụng mừ đâu? Có bụng đâu nữa đâu thì cái này là gì con? Hamburansi. Hamburger. Ngon. Ngon không con? Giỏi quá. Ngon nha. Chị mời ông bà cô chú ăn với em Bon nha. Đi ra bố. Đi xuống đó ta. Nhà Thủy đã xong rồi, bây giờ đang đi về. Ở trong là có phòng sông hơi. I know about that. À, Vivi bấm. Ping pong. Ở trong kia có cả phòng sông hơi nha mà. Nhưng mà phòng sông hơi ở trong đó là không được mặc quần áo khi vào sông hơi nên Thủy không có quay. Mẹ đi thôi. Sulla ei ole rataa ollenkaan sille junalle nyt vielä. Sun täytyy ratakin tehdä sille. Ei sitä tehdä vaan. Mua lämpi. Vivi đưa cho anh đi chứ. Đưa cho anh đi. Vivi lại cái khác đi. Đưa cho anh. Where she take that from Vivi? Yeah. Vivi, trả cho anh Bon. Chị cái gì mà chị? Trả cho anh. She want to play mà. Được rồi, lấy cái khác cho anh Bon nha. Trả cho anh chưa? Rồi đưa cho Bon. Đưa cho Bon. Đó, thấy chưa? Giỏi quá.
Cái này xếp nào ta? Này đúng không? À, cái này hả? Cái này đi thẳng qua đây hả? Ừ. À, baby lấy ra. Rồi. Rồi. Ừ. Ngồi lên kìa. Em biết rồi hả? I have to change battery for this one. Còn cái tàu nào chạy nữa không ta? Hết rồi. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã xem video của nhà Thúy ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Nếu cả nhà thích các bất cứ video nào, xin hãy chia sẻ ủng hộ gia đình nhà Thúy, Yuri, Bon và Moon nhé. Bye bye cả nhà.